nên chọn hoành phi câu đối sơn son thiết vàng hay là full PU bóng mờ 50 cánh rán sáng. Đó chính là những lựa chọn rất là đau đầu khiến cho quý khách mất rất nhiều thời gian. Ở hôm nay chúng tôi tư vấn rất là chi tiết tới quý khách hàng. Quý khách có thể tham khảo cái cách mà chúng tôi tư vấn để chúng ta lựa chọn cái đồ gỗ nội thất phòng thờ sao cho đúng và hợp với cái không gian thờ gia tiên. Trên màn hình quý vị và các bạn đang xem đây là bộ nội thất phòng thờ gồm có hoành phi câu đối lòng mo ôm cột và đôi hạc thờ 1m53. Đây là video đang được quay trực tiếp tại xưởng Sơn Son Thiết Vàng của đồ gỗ đồ thờ Hiền Lanh tại làng nghề La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên Nam Định. Đây là bức hoành phi cỡ đại 2m57 và chiều rộng là 81. Đây được làm cho nhà chùa với bốn chữ Hán Nôm, Đại Hùng Báo Điện và xen kẽ là có hình tượng rồng trầu mặt nguyệt. Bức cuốn thư với nội dung là Đức Lưu Quang, cuốn thư Long Hóa Mai, có phụ đề tiếng Việt ở dưới chữ Hán Nô, nền gấm, đã được sơn son thiết vàng. Và các cái bộ hoành phi câu đối lòng mò này thì đã được phủ hoàng kim. Chúng ta có thể nhìn thấy cái màu sắc nó vàng hơn rất là nhiều khi chúng ta được phủ một lớp sơn nhật. Đây là bức hoành phi dài 2m37, rộng 67 Được điêu khắc 4 chữ ngũ phúc lâm môn Chữ Hán Nôm chúng ta đọc từ vế phải sang Và đi kèm là hai đôi cô đối lòng mo Một đôi hạc thờ Thì đôi cô đối lòng mo này được làm với kích thước là 2m37 Đường kính là 33 Chiều dày là 5.0cm Câu đối lòng mo này quý khách có thể đo kích thước đường kính cột tròn chúng tôi sẽ tính được cái giá thành cụ thể vì câu đối ôm cột là thường phải phụ thuộc theo cột của từng nhà mỗi nhà có kích thước cột khác nhau đây là chúng tôi làm theo với cột cỡ lớn kích thước đường kính là 33 đôi hạc thờ này có kích thước là cao 1 mét 53 cao tổng thể cả chân đế chân rùa ở phía dưới là hình tượng rùa Rùa nó tượng trưng cho cái sự kiên trì nhẫn nại trong cái cuộc sống Rùa cũng là một linh vật quý trong bốn linh vật Đó là Long Ly Quy Phụ Đã được gắn liền với cái hình ảnh Đó là nằm dưới chân hạc Hạc thì là một loài chim tiên Chim quý dùng để cúng tiến cho vua chúa ngày xưa Và cũng được khắc họa trên hình tượng đồ thờ cúng tâm linh bằng gỗ Đôi hạc này thì được làm bằng 100% chất liệu gỗ mít ta, Đã được sơn son thép vàng phủ hoàng kim Hai bộ hoành phi câu đối thì được làm bằng chất liệu gỗ gụ cũng được sơn son Có đồng màu với nhau ở Chúng ta nên làm loại nào Thì chúng tôi cũng tư vấn là Nếu chúng ta là nhà thờ hộ Hoặc nhà thờ tư gia Có nhà thờ riêng Thì chúng ta nên sử dụng Đó là hoành phi câu đối sơn son thép vàng Nhìn thì nó sang trọng hơn Và nó làm sáng cái màu Ở trong cái khuôn viên phòng thờ Hoặc là nhà quân trưởng Thì chúng ta nên dùng đồ sơn son thép vàng để phân biệt Và nếu là nhà quan thứ mà chúng ta chỉ có một ban thờ gia tiên Thì chúng ta lại nên dùng đồ PU cho hợp lý hơn Đồ sơn son này là thường đi với nhà thờ lớn Nhà thờ gồm từ 3 ban thờ trở lên Thì chúng ta sẽ dùng sơn son thép vàng thì rất là hợp Bước hoành phi phía bên phải là ngũ phúc lâm môn Và bên trái màn hình quý vị và các bạn đang xem Đó là ẩm hà tư nguyên Ẩm hà tư nguyên được dịch ra là uống nước nhớ nguồn Ngũ Phúc Lâm Môn thì gồm có Phú Quý Thọ Khang Ninh Phú Quý chỉ sự giàu sang Khang là khỏe mạnh, Ninh là yên ổn Thọ là trường tôn Đó chính là chữ Ngũ Phúc Lâm Môn Đó là bên phải màn hình quý vị và các bạn Ở Quý khách hàng muốn tư vấn chi tiết Thì liên hệ với hotline 0986 883349 Hoặc 0985 226684 Chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết cho quý vị Full PU thì còn giữ nguyên màu gỗ còn khi đã làm về sơn son thép vàng thì gỗ nào chúng tôi cũng làm được. Gỗ PU thì thường là gỗ gụ, gỗ hương đá, gỗ gõ đỏ thì là sẽ đẹp hơn. Nhưng nếu là sơn son thép vàng thì lại gỗ mít ta, gỗ rồi đều được. Đó chính là cái chúng tôi tư vấn tới quý khách các cái mẹo rất là đơn giản khi chúng ta dùng trong nhà thờ hoặc đồ thờ tư gia. Nếu là quan thứ thì chúng ta nên dùng hàng full PU Quan trưởng hoặc nhà thờ lớn Nhà thờ ba gian Thì chúng ta nên dùng sơn son thép vàng Cho nó sáng cái tông nhà Đối với anh cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi